chào mừng các bạn đã đến với thế giới phối đồ của Trần Vân Mờ Năm Ba tại Trời Sinh Một Cặp. Đối với mọi người xung quanh thì nhận xét giọng của Vân là cũng được, cũng tạm được. Cái âm thanh của mình nó hơi chê một tí thôi, còn giọng hát thì nó hơi chê một xíu thôi. Mình được chương trình mời mà. Và mình cũng khá là bất ngờ. Cái người phản ứng đầu tiên chính là bố của mình. Mình đã, bố ơi, con chuẩn bị tham gia chương trình Trời Sinh Một Cặp. Và chương trình này là chương trình phát sóng trên VTV3. Và con hát bố ạ. Cái gì? Hát à? Thôi nghỉ ngay. Và khi quyết định mình tham gia chương trình thì mình sẽ chuẩn bị sẵn sàng một tâm lý. Một điều đó chính là mình sẽ phải luyện thanh. Nói thật là mình hơi lười, nhưng mà khi mà đã có bài và vỡ bài rồi thì ngày nào mình cũng hát nêu rồi. Thực ra khi mà ban đầu mình tham gia thì mình cũng chưa hề có xác định mục tiêu là mình sẽ mong chờ mình được cái gì. Nhưng mà khi mà mình đã tham gia rồi thì trong đầu mình sẽ hoạch rõ một mục tiêu, đó là chắc chắn mình sẽ được giải. Và cái giải ở đây không phải là về số tiền, mà chính là cái sự ghi nhận của khán giả dành cho Trần Vân. Đấy là cái giải thưởng lớn nhất mà mình nghĩ tới. Và đây sẽ là một biểu cảm gọi là thương hiệu của Trần Vân Mờ Năm Ba. Anh chị em chốt đơn nhá. Chị ơi. Ê, mấy ông đi ông ấy. Ủa. Sao đây? Ông đi ra đây. Tôi có chuyện này muốn nói với ông. Chuyện gì? Hôm qua mới phát hiện một cô bé ở lớp dưới. Đâu? Rất xinh. Đâu? Thấy chưa? Đó, lớp dưới, thấy chưa? Ui, crush của tôi đấy. Ê Phan, xí. Gì? Thằng cha đó cũng nói là crush ổng luôn. Vớ vẩn, vụ tôi. Diễn. Tôi muốn nói với hai ông một điều rằng phải công nhận là tôi rất đẹp trai. Đúng nhận sai cái hộ pháp. Ai đâu cãi, xin lỗi ai cãi. Nhưng mà mỗi tội là tán gái hơi kém thôi. Có thể nào? Hả? Đúng rồi. Tôi thì không có sao hết, nhưng mà tán gái thì nghề. Ok. Tư vấn rồi nha. À. Cô bé đó nhìn rất là dễ thương. Người nhỏ, hát tặng một bài. Bài gì? Cô gái mét 52, biết bài đó không? Chốt đơn. Lên một tí nữa. Lên nữa hả? Ok. Là cô gái hay mộng mơ, người đã khiến tôi thần thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Nói gì nữa, kiểu này không đỡ mới lạ. Tiếp. Ok. Vô nha em. Chẳng giống mấy cô người mẫu, chẳng son phấn tô sắc màu, em chờ gì theo cách gì, chỉ cao 1m52 nhưng sao đáng yêu dịu dàng, đôi môi thâm duyên nụ cười. Yes, thôi thì là duyên, nếu người thuần thì tôi sang đưa chuyện mẹ cha xin được nên vợ chồng, thương em để lâu hóa thêm âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Ok. Lên nhẹ em trai. SOS. Còn lo lắng chi người ơi, vì em đã có tôi rồi. Em chỉ cần sống yên vui, thế giới có tôi lo rồi, ta bên nhau mãi không xa rời. Rồi ta sẽ thật hạnh phúc. Cùng nhau sống chung mái nhà. Cho nhau chen nước chen cơm, cho nhau chút duyên chút tình, đôi môi thắm duyên nụ cười. Yêu em từ lâu em biết không? Thôi thì là duyên, nếu người thuần thì tôi sang thưa chuyện mẹ cha xin. Một cặp à, là cái thân mình cùng em đột nhập và bước vào vòng trong, chỉ theo cầu mong áo đến 100 triệu, sắp lúc hàng hiệu. Wow. Tất cả cái view kiếm người yêu. Anh thề anh hứa yêu em, nhưng mà không nào.
châu báu. Anh cần ở nhà cho tình đời ta như dưa với cà. Bầu Huy Tuấn. Ok, nữa là xong ha. Wow. Câu 113. Ghê vậy? Bắt em về nhà nha. Như vậy sao? Thôi thì là duyên nêu người thuận thì tôi sao? Thưa chuyện mẹ cha xin được nên vợ chồng. Yeah. Gương em để lâu hóa thêm âu sầu. Này nói ra cho hết đau đầu. Thôi thì là duyên nêu người thuận thì tôi sao? Thưa chuyện mẹ cha xin được nên vợ chồng. Tình quá. Này nói ra cho hết. Ê, hết gì vậy?